Châu Quyền. Khúc đoạn Châu Quyền. Xin tiếp. Người rất đẹp. Em biểu diễn cột cũng rất hay. Anh sẽ phải đọc tên em sau. Còn lại hai em chắc chắn rồi, cho hai người sẽ phải ra về. Không rồi. Hai người sẽ phải ra về. Các bạn dự đoán em nào sẽ ra về? Em nào sẽ ra về trong đêm nay? Em nào? Mây hay là Dương? Người cô bảo dự đoán em ra về nữa. Ra về hôm nay nữa. Thật ra thì cả hai em đều phải ra về cả. Đúng không? Thì đã đến hết thì phải về thôi. Người trước tiên. Ai về là phải sớm. Thì bây giờ người có số điểm không phải là nhiều nhất. Rất tiếc. Không giờ quá. Thật ra bạn thì đoán rất đúng. Cảm ơn em đến đây là vui rồi. Và xin mời Phương My về chỗ. Anh rất tiếc. Rất tiếc. Phương My, em rất đẹp, em rất hot. Nhưng với các vị giám khảo không đáng kính kia thì em thật là chỉ được, em chỉ được có 6 điểm thôi. Rất tiếc. Tiêu chí lại không biết. Xin lỗi, anh chỉ là thằng MC. Và bây giờ, em đừng buồn em nhé. Em đã là ngôi sao của rất nhiều người trong ngày hôm nay rồi. Và tất nhiên có cả anh. Anh rất thích em. Bây giờ hai em có một sự bất ngờ nho nhỏ. Có một sự bất ngờ nho nhỏ. Không phải cái gì các bạn nhìn thấy là các bạn là cái điều mà các bạn suy nghĩ. Đấy. Các bạn đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì cả? Các bạn đang nghĩ gì? Nói thật, tôi cũng giống như tôi đang nghĩ gì. Bây giờ, xin mời. Xe hợp đồng đến 8 giờ rồi. Vâng, và bây giờ thì nói gì thì nói. Em tên là gì vậy? Em nói lại đi. Em tên là Dương ạ. Em Dương hôm nay rất là nổi. Thực ra em mặc một bộ đồ đỏ, nhưng mà cái này thì hồng ạ. Đây là màu hồng ạ. Tóc nhanh cho này cơ. Có thể do nó ướt thì nó không là hồng nữa. Anh xin lỗi. Nhưng mà hôm nay cuộc thi là bikini. Bikini. Em mặc quần, không phải bikini. Anh rất xin lỗi. Mời em về. Và Châu Quyên sẽ là người vô địch ngày hôm nay. Chị bảo ông đấy, Châu Quyên với tổng điểm là 14. Còn thì Dương là 10. Cảm ơn em. Thế ra điểm này chẳng nói lên điều gì cả. Còn ông xào ra thì được thôi. Được, sướng rồi, sướng rồi. Xin cảm ơn các bạn. Đây ơi. Em ơi, bỏ kính ra đi. Anh phải để ở đâu chứ mà để ở đây à? Lại nào. Anh này. Rồi, xin cảm ơn.